nên là tôi nói về các vị huynh đệ để ý. Nếu thật sự mình đệ tử Phật, mình làm những cái điều gì làm phải có ý nghĩa. Đức Phật là một con người, Đức Phật dạy cái gì, ý tứ nào của Đức Phật đều là con người phải nghe được, phải hiểu được, phải biết được và phải hành được. Và khi mà thực hành cái ý tưởng đó là dạy của Phật rồi, phải đem lại cái kết quả có an lạc, có giải pháp thật sự, có giải pháp tri kiến thật sự. Chứ giáo lý của Đạo Phật không có nói chơi, không có dạy những cái mà người ta không biết, những cái người ta nghe không được, người ta không hiểu là Phật không có nói. Cho nên là mấy huynh đệ nào có đọc cái việc này không ai dám viết đâu, mà tôi dám viết nào. Tôi nói Đạo Phật của chúng ta không có mật giáo. Tôi viết ở trong cái cuốn những chiếc lá trong tay. Đạo Phật của chúng ta không có mật giáo. Và nếu mấy vấn đề nghiên cứu kỹ đi, mật giáo là cái gốc của nó là Tây Tạng và Mông Cổ. Mà Tây Tạng và Mông Cổ nó có là sau Phật cả mấy ngàn năm, một ngàn mấy trăm năm, gần 2000 năm mới có cái giáo lý mật giáo nó truyền qua Trung Quốc. Rồi Trung Quốc mới đưa vòng qua Tây Tạng, Tây Tạng đi qua tới ngược lại Mông Cổ. Rồi bây giờ Trung Quốc đó là đạo Phật đó là của Tây Tạng đó. Cái mật tôn. Cho nên gần đây mật tôn người ta qua Việt Nam, người ta cũng nói cái đạo của người ta có mới gần đây có ngàn năm thôi. Ta gọi là mấy ông đó, ta gọi là gì đó, gọi là Pháp Vương gì đó. Cái chữ Pháp Vương là đương nhiên là ta lấy của chung của đạo Phật, nên ta đặt ra cái đấng đó là cái Pháp Chư, thì ta đặt vậy thôi. Còn đạo Phật của mình thì có từ lâu, mà cũng mang sức từ cái chữ của Trung Quốc gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua của các pháp, đối với các pháp tự chủ tự tại. Cái chữ Pháp Vương của đạo Phật mình khác với cái chữ Pháp Vương của mấy cái ông mà mật giáo đó. Mấy ông mật giáo đó là những cái đại gia lợi cái để đưa đầu vô cầu nguyện, họ rải nước thì kêu họ chú nguyện làm ăn khá, được mạnh giỏi bình an gì đó. Cái nghĩa Pháp Vương của đời nay như vậy, của mật giáo bây giờ. Còn cái chữ Pháp Vương của đạo Phật không phải vậy. Chữ Pháp Vương của đạo Phật dùng là vua của các pháp. Mà vua đây không có nghĩa là thất trị, mà chữ vua đây là vừa cái nghĩa tự chủ tự tại. Đức Phật đối với các pháp tự chủ tự tại. Đức Phật nhìn trong một cái đường hoa 1000 cho tới 10000 giống hoa trong một đường hoa đẹp, Đức Phật vẫn đi ngang qua, Đức Phật vẫn nhìn. Thậm chí Đức Phật cũng có những lúc giờ ngó để thưởng thức cái đẹp của hoa. Nhưng mà Đức Phật không có dụng ý tham lam để vẽ cái cảnh hoa nào hết, cũng không có dụng ý trồng trọt cây hoa nào hết, cũng không có dụng ý gian tham trộm cắp giống hoa nào hết. Do vậy mà vẫn ở trong một cái thứ 1000 thứ hoa hay là 10000 thứ dù hoa ngự quyển, mà Đức Phật vẫn tự chủ tự tại như một đồng. Do vậy mà Đức Phật có cái được cái hiệu để Đức Phật gọi là Pháp Vương, là vua của các pháp, là đối với các pháp tự chủ tự tại. Chứ không có nghĩa là Pháp Vương là gãi nước. Gãi nước thì trên đầu ta để chú nguyện cho người ta làm ăn phát tài phát nạn, giống như là Pháp Vương ngày nay.
Cho nên cái kiểu pháp vương đạo Phật mình có, mà người ta cũng dùng, người ta cũng có, nhưng mà mình học Phật thì mình biết cái nghĩa của đạo Phật mình khác. Cái tôi nói thì các vấn đề để ý lớn rồi tôi mới tìm hiểu mới thấy, và trên đó mình có thể biết cái giá trị của những điều kinh điển nói và cái mà tôi đã nhắc nhở nhiều lần. Ngày nay trong đúng tổng lắm của mình chùa chiền mình làm những cái nghi thức nó không đem lại sự giác ngộ giải thoát, giải thoát thì kiến cho là bằng gì hết, nhưng mà người ta theo giữ lắm. Nhưng mà nên nhớ rằng người ta theo nhiều không có nghĩa là cái đó là đúng, cái đó là chân lý, phải vậy. Có những cái người ta theo nhiều, người ta ngồi ta nghe mà thấy cả mấy ngàn người vậy đó. Nhưng mà đối với những người mà ta có trí, ta có trí thức, hoặc là người ta có vai trò trách nhiệm, người ta kiến thức được những cái mà người ta ngồi phân phát, người ta bằng lòng nghe. Thế thì điều đó chứng tỏ rằng là cái người ta bằng lòng nghe đó không có nghĩa là chân lý, không có nghĩa là đúng đắn gì hết. Bây giờ nếu mà mấy vấn đề có sử dụng iPad hoặc là Internet rồi đó, kéo mạng xuống, kéo mạng Internet xuống, kéo bây giờ trong này thiếu gì mấy vấn đề có điện thoại di động đó, cũng kéo xuống được rồi. Nhiều cái của đạo Phật cũng thấy hết nó nổi. Gần đây có một cái chuyện ông Hòa Thượng mà người ta nói chứ là mình đâu có biết. Ông Hòa Thượng có tới cho tuổi đàng hoàng mà chết đây mấy chục năm rồi, mười mấy hai chục năm gì đó, mà lại nhập vô một cô. Nhập mình nhập kiểu nào mình cũng quẹt. Mình cứ nghe nói Hòa Thượng mình nhập vô một cô, nghe nó hơi kỳ. Nhưng mà tại người ta nhập mình là sao biết được. Vậy mà cái cô đó, cái cô đó nghe là cổ chấp nhận là Hòa Thượng nó nói cổ vậy vậy thì cổ đi cũng như cô gặp vậy vậy chân danh. Còn Hòa Thượng kia là ông cũng hứa rằng là ông rằng là ông đã rõ thì ngục cực khổ vô cùng vô tận, rồi thì ngục vô cùng cực khổ. Còn cái cô kia rồi cô kia tức là dựa vào cái lời của ông Hòa Thượng đó, nó ở dưới cũng có cưa hai đấu dầu, cũng có chặt chém, cũng có mổ bụng rồi, cũng có đủ thứ cực khổ. Vậy mà bác sĩ ngồi cả ngàn ngàn người nghe được là tôi hỏi chứ mấy thầy đạo Phật mình là sao mà chấp nhận được cái như vậy được. Vậy mà cả ngàn ngàn người có chấp nhận được, ta bằng lòng nghe thì chẳng lẽ nghe vậy là trúng hay sao? Là sao trúng được? Đạo Phật là không trúng được rồi đó. Vậy mà có những người nghe. Do vậy cho nên cái mà tôi nhắc cho quý thầy trẻ, tăng ni trẻ phải để ý về kinh điển của đạo Phật chúng ta. Như kinh Du Lan tôi vừa nói, kinh Du Lan hai bộ, một liên là hai bộ, và kinh báo của mẫu ân trọng kinh nằm chỗ khô giường chỗ ướt, mẹ thương con sao sao đó, kể lễ dạy dòng như vậy đó. Cái đó đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật cái gì, cái chuyện mà con cái là có ông bà có cha mẹ là điều đó là có. Nhưng đạo Phật có giải cái tình thương, cái tình thương của người con Phật nó khác. Không có thể thương mà nghĩ rằng là cha mẹ mình ngồi trên bàn, ở trên bàn thờ rồi mình thờ vậy, rồi mỗi năm mình cúng một lần vậy gọi là có hiếu, không phải vậy.
rồi rồi kể lễ ở cộng vậy, không phải vậy. Không phải cái đạo Phật là thương cái kiểu vậy, nhớ kiểu vậy. Rồi còn á, cái này tôi nói một vài lần rồi, những cái kinh mà nó nói là toàn là của mấy ông thầy viết mướn cho quốc sư, cho vua, viết mướn cho hoàng hậu, những cái bổ mà gọi là nghi thức sám hối. Đạo Phật đâu có sám hối bình thường vậy được, đâu có sám hối bằng kiểu mà lại kêu tên ông Phật này ông Phật kia, mà những cái tên của ông Phật này ông Phật kia ở trong cái quyển, những quyển kinh đó đó là ai dựa vào đâu mà biết rằng có ông Phật đó. Cái đó là đặt đều ra rồi đặt cái gì đặt, mà đạo Phật không cần vậy. Đạo Phật Thích Ca của chúng ta không cần phải lại lục để nhờ sự giúp đỡ nào hết. Nếu có sân hối là tội cùng tâm khởi, cùng tâm sám, tâm dục diệt thời, tội nhiệt dâm, tội dâm tâm nhiệt lưỡng câu không thị tắc dinh vi chân sám hối. Cái câu đó là sám hối của những cái ông gọi là những ông tổ mà người ta có đạt đạo, người ta nêu ra để nhắc nhở dạy cái cách sám hối của những người đệ tử Phật chân chánh. Cái sám hối về lại mấy trăm lại, thậm chí lại cả ngàn lại mỗi đêm, 500 lại mỗi đêm, rồi là mấy ngàn lại trong vòng bao nhiêu thời gian, là không phải cái kiểu của đạo Phật vậy. Nhưng mà mình nói với ai ta cũng chịu nghe. Bây giờ cái quyết mấy giờ này không nói tới thì thôi, mà nói tới tôi nghe cái đầu nó đau tới đầu. Tôi nói thiệt với trong trẻ kia, kinh mà gọi là kinh Đại Thừa Phật giáo của mình đó, là tiếng đại đa số là sáng tác hết, mà gặp cái ông mà sáng tác mà có trình độ thì còn có giáo lý đem phân tập được, còn cái ông mà nó không có trình độ, nó không có đi sâu vào đạo Phật mà nó sáng tác thì hoàn toàn là nguyễn hoặc quan đường mê tín dị đoan hết rao.